Today I got Mahi-Mahi candy tomorrow. And then I'm gonna take over there. Hopefully I'm doing the Mahi-Mahi for us. Now? So, now we are going there. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Chị đã cười ra. Chị đã cười ra. Anh yêu anh Mahi Mahi. Big Mahi Mahi. Cho nên là nó như ra nhiều máu như này đó. Đấy, phải lau máu đi nè. Oh my gosh. Yes. That's a lot of blood, right? No. What is doing me? Đây là Kia đang cắt con cá. Xin chào mọi người. Yeah. Hôm nay Mama và Lily mua hai con cá này. Con cá này gọi là cá Mahi Mahi nhá. Đây. Đẹp rồi. Mahi Mahi này mình đã tìm ra được tên Việt Nam, nó là con cá cá nục heo. Nó cá nục heo đấy. Đây. Đây là bây giờ bác nó phi lê con cá đây. Nhìn nhá. Đấy. I'm gonna clean. Clean. Yeah. Lúc nãy là mình chưa ra đây mình lau cho bác cái máu này cho nên là nó ngấm vào thịt, còn bên này thì nó sẽ không có. Nha, đây là cách mọi người người ta phi lê cá. Đây, cắt được một phần ở dưới đuôi này trước này. No, Lily, Lily. No. Xong đến thì no. We're gonna spend all the circuits for now. Đấy, xong rồi nên. Đấy. Rập rập. Wow. Rực rực rực. Đây là con cá nục heo. Cá này là cá, hai con này đều là màu xanh. Không, màu xanh. What color is it, Lily? Blue. À, blue là màu xanh nước biển nhá. Ui, cực kỳ là đẹp luôn. Còn con này. This one is green, right? À, đây là con cá này. Hơi xanh green. Còn đây là hơi con cá màu xanh lá cây, còn cá màu xanh nước biển. Hơi xanh nước biển. Và đây là em bé Lily. Đang thành cá. Wow, nhìn mồm mồm Lily này. Wow. We clean by the water. Đấy nha, bác cắt ở bên phía bên kia trước, xong rồi bác cắt tiếp theo phía bên này. This is rice. Đấy, xong rồi chị sẽ là cắt. This is rice. Dọc theo xương của nó. Ở bên Philippines thì mọi người rất là thích ăn cái xương cá này này, người ta nấu cái món là món xương cá kho mà cho rất là nhiều giấm với cả xì dầu ấy, làm món adobo. Nha. Đây là thịt cá Mahi Mahi. Đây là thịt cá Mahi Mahi. Ngon nhá. Cái miếng này thì là mình không có lúc nãy mình không ra. Cho nên mình là để nó hơi nấu nó thấm vào như thế này. Con này mình sẽ máu. Máu này cực kỳ tươi nên nó có máu nhỉ. Mình rồi đây xem. Thịt nó mỡ này là ông ấy nhỉ. Wow. Đây là con cá. Wow, it's so big. Dọc đến cái đầu của nó nhỉ. All the blood is coming out of the skin. Ở chỗ 1/3 con cá thì nó sẽ có cái phần là xương ở dọc. Xương ở giữa đây này. Này xương ở giữa này mình. Đấy, nó sẽ có cái phần xương ở giữa này này. Xương ở giữa con cá này này. Thường thì Yến sẽ lọc là cái phần xương này mình sẽ lọc bỏ đi luôn. Nhưng mình có thể lọc như thế này trong khi mình cắt cái phần dọc phần xương ra được. Cắt lọc xương ra cũng được không sao cả. Nào, thịt cá nó ngon không? Đây này, từ cái đầu từ chỗ này đến chỗ này vẫn đang ăn nhiều thịt nhá. Thịt ở đây rất là ngon này. Philippines họ rất thích ăn đầu và ăn xương cho nên là hôm nay bác này bán cho mình hai con cá này. Hai con cá này là 8 cân. 8 cân hai con. Một con 4 cân rưỡi và một con 3 cân rưỡi. Và mặc dù là nhỏ nhưng mà cũng có vỏ là có trứng nha. Egg này. Đây là trứng cá. Yeah. We'll cut this one for a soup.
No, it will keep for him. And no, but I need one for soup. I think one is small. One for soup. I have soup there. I need one for soup. Đây, đây nha, đây là bắt đầu cắt begin nè, cắt from here, cắt ở đây nha. Đây rồi, I need tissue, where's that tissue there? Bây giờ thì bác cắt thì mình sẽ chùi luôn máu, không có nó ra máu nhiều đâu. Đến đâu là máu nó chảy ra đến đấy rồi. Thì nó tươi. Rất là chuyên nghiệp. Bác này là bác ngày trước bác đi đánh cá nhưng bây giờ bác không đi nữa. Bố bác là người đi bắt cá này và mang về thôi. Bác này bây giờ là bảo vệ của resort. Đó, đấy, nhìn nhá, máu nó chảy tràn bắt đầu uống cho tôi, nó chảy tràn hết rồi. Đâu, nó chảy máu ra nó rồi. Mình không kịp lau rồi. Buồn nên không kịp lau rồi. Bỏ giấy vào đây để cho nó đỡ. Wow, máu nó chảy ra này. Xịt ra rồi. Rồi, chấp nhận là một bên này nhiều. Mình làm ấy là thường là mình sẽ làm đến đâu là mình sẽ thấm máu lên đấy. Bình thường là mua của những người khác ấy là yến là toàn phải tự làm thôi, tự file con cá này ra. Thế nhưng mà nếu mà mua của bác này thì bác sẽ là người file cho mình. Mình làm thịt cá nhiều rồi. Nên là cũng hơi mệt. Mommy, yeah. Yes, of course. Yeah. Nó kêu rắc 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 rắc. Mình sẽ cho bác cái con cá này mà vừa mới làm xong này. Wow. Cái này nặng nhá. À, 4 cân rưỡi chỗ này mất ta hơn 2 cân rồi. 2 cân rưỡi rồi. Wow. Papa, take the towels to clean it up. Can you clean it up? Đây là con cá xong rồi, sau khi mà lọc nó ra xong nha, là nó ra xong dài. How long that one? 750. Đó. Đây là cái phần bên này. Bên này thì là nó there, inside the house. Này mình mới mua được. Hôm nọ mình lên thành phố mình mới mua được mấy con dao. Nên là làm thịt cá cực kỳ dễ luôn. Và mới nha. Cái máu này nó không phải đồ bẩn, nó không phải bẩn đâu mọi người nhá. Cái này là cái cá nó tươi đấy thì nó mới ra nhiều máu như thế. Đó, không tươi thì nó sẽ ra không có máu nhá. Giống như mình làm thịt gà ấy, hoặc là thịt lợn ấy. Đây là cái phần nó không có máu thì nó sẽ đặc trắng như thế này.
tươi nó trắng như thế này. Đây là thịt cá mà hình hình. Đây là thịt cá ngon luôn. Này là mình sẽ làm cái vai cá này, mình sẽ làm món bún cá này. Rồi thì là món hamburger cá. Có thể làm món cá hấp xì dầu cũng rất là ngon. Đây là cách mà người ta fillet con cá hấp. Con cá này cũng nhỏ hơn con cá lúc nãy, nhưng mà trứng thì cũng có trứng đây này. Đấy, trứng này nhỏ nhỏ. Okay, can you cut this one? Yeah. Can you change to here? More clean. Cut it here. Yeah. Bây giờ bác sẽ là người tiếp tục cái phần mà lọc cá nha, lọc da cá nha. Đây, cắt ở giữa này. Sau đấy thì mình sẽ tiếp. Papa, take the. Dugo sẽ lấy một con cá, xương cá để làm nước dùng cho nồi lẩu. Đây là cá mà vừa mới cắt ra xong mọi người nha. Bây giờ thì bác sẽ là người làm tiếp. Mình sẽ lấy vào nhà lấy một cái đậu sắt. Lọc xong rồi, đằng trước và đằng sau đây. Đây là thịt con cá. Đây là cách mà làm thế nào để lấy cái xương, lấy cái da ra. Good for fish and chips. Fish and chips. Have some customer visitor. You see? Đây, mọi người hôm nay là đã làm xong. Chu. How are you, Lily? Đây, đây là cá sau khi mà mình đã. You're looking taller. Taller. High five. Oh, because she wear the high shoes. Oh, that's why. Yeah, I think you've definitely grown since I last seen you. Đây là cá mình đã lọc xong rồi nè. Ở đây là have some fan coming. Oh, they have skirt. Nhà mình có cái chuột ván ở ngoài đằng sau. Nên mọi người ra. Can we skate? Is it dry? Okay, sure. Oh, there you go. Hey. You got electric now. Bloom! Get the bloom! Yeah, that's coconut bloom.